đầy em. Xin hai người nắm lấy tay nhau đi. Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà ông bà vừa bày tỏ trước Hội Thánh, và xin đoái thương đổ tràn ân phúc xuống cho ông bà. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần để đáo cho ban pháp lành. Cảm ơn tay nhau. Rồi hai cái nhẫn ra. Xin Chúa chúc phúc cho những chiếc nhẫn này mà hai người trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu và trung thành. Bây giờ ông trao trước nhé. Ông trao trước. Ông nhé. Em Vân, hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh. Trao vừa đọc theo tôi. Anh Tẩu, hãy nhận chiếc nhẫn này và trung thành của em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. À, và giờ đây hai ông bà chính thức trở thành vợ chồng trước mặt những người làm chứng, trước mặt đại diện Chúa và Giáo hội. Bây giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin cho hai ông bà cũng như cho tất cả mọi gia đình của chúng ta. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành và ban cho tất cả những ý nguyện của chúng con hôm nay để cầu ơn cho tất cả các con cái của chúng con càng sống trong đời. Xin cho chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người gia đình trong gia đình chúng ta đang gặp khó khăn, có những gia đình gia đình đang gặp những sự buồn chán của vợ chồng, gặp những tình trạng thân duy trong công việc thân bạn để xin Chúa ban ơn cho để họ chữa lành những sự buồn chán đó trong tâm hồn, đồng ý và chúc tình cho sự như ta cầu nguyện chỉ dẫn cho chúng ta được ta cầu xin Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Ta cầu nguyện cho tất cả các ông bà, xin Chúa đã qua đời, để Chúa chỉ cho chúng con và Vân đây hôm nay thành hôn với nhau trước mặt Chúa và đại diện của Hội Thánh. Xin Chúa gia tăng tình yêu để ông bà luôn luôn sống hòa thuận, yêu thương nhau, làm gương cho con cháu. Chúng ta cầu xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Và giờ đây chúng ta dâng lên Chúa kính lạy Cha mà Chúa đã dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Em thân mến, chúng ta hãy nài xin Chúa chúc phúc cho đôi vợ chồng này và đoái nhìn, đoái thương phù giúp những người Chúa đã phối hợp thành vợ chồng. Lạy Chúa Cha, Chí Thánh, Đấng đã dựng nên trời đất vũ trụ, Chúa đã tạo thành người nam và người nữ giống hình ảnh của Chúa, và Chúa muốn đời sống của chung của họ được tràn đầy ơn phúc. Chúng con khiêm tốn dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho đôi vợ chồng ngày hôm nay được phối hợp bằng hôn bí tích hôn ước bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin đổ tràn đầy hạnh phúc trên đôi vợ chồng này để khi hưởng hạnh phúc hôn nhân
họ nêu gương sáng đời sống vẹn toàn và trở nên những cha mẹ đạo đức cho con cái cháu chắt. Lạy Chúa, xin cho họ biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa khi buồn, vui mừng thấy Chúa hiện diện, giúp đỡ khi lao lực, cảm thấy Chúa gần gũi trong cơn túng thiếu, và khi đến tuổi già được lại đây cùng với thân bằng cố hữu, họ được sum vầy trên nước trời. Chúa con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Và để giờ đây trước khi ban thánh bài chúng ta kết thúc bằng một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã an bài cho ông Tàu và bà Vân được kết duyên với nhau và đã dùng bí tích hôn phối ngày hôm nay mà thánh hóa tình của họ. Vậy giờ đây xin Chúa ban cho ông bà được sống dồi dào ân sủng, được hòa thuận yêu thương nhau, được sức khỏe dồi dào trong lúc tuổi già này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Tôi chúc mừng cho ông bà trẻ hôm nay. Cái sự hiện diện của anh chị Vệ, anh chị Tuấn, anh chị Nguyễn Tiến Thuật, anh chị Lợi cũng là những cái người bạn hồi xưa hồi còn nhỏ với con học ở trường Trang Quý và trường Tin Đức Hòa Vấp. Còn hồi sáng này có cái đám tang của giáo sư Minh Côn, Minh Côn thì kì, Minh Đăng Minh thì Đăng Minh.